chào bác nhá, chào anh em. Ngày hôm nay thì em tiếp tục về một mẫu đẩy niền vang số niền mic không dây. cực kỳ gọn gàng và một bộ combo tích hợp nhẹ nhàng, giá cả rất phải chăng cho bác anh em luôn. À, em xin nhắc lại một lần nữa đây là em vang tích hợp ở trong mẫu 3 trong một cái 600 này, đó là vang số bác nha. Vang số các bác có thể chỉnh ở máy tính thoải mái luôn Và bên em sẽ hỗ trợ cài đặt trước cho các bác anh em rất nhiều chế độ để anh em có thể sử dụng à, Mẫu vang niền đẩy, niền mic không dây Adni KS600 này có đầy đủ luôn các cổng kết nối Như cổng quang, Bluetooth, đây em đang kết nối Bluetooth với điện thoại này Và có cả các cổng HDMI luôn, cho các bác anh em có thể kết nối vào Cực kỳ tiện lợi luôn Đây là cổng kết nối máy tính, này có phần mềm riêng để các bác anh em có thể kết nối Và mắt thần nhận điều khiển đây điều khiển màn hình cảm ứng nhé màn hình cảm ứng này các bác có thể bấm vào tùy chọn luôn chuyển sang chế độ này chế độ 3 này em test luôn tiếng mic cho anh em luôn mic có tự ngắt đầy đủ tay mic thì chống bám vân tay rất là tốt Đây, test thử tiếng mic ở chế độ 3 alin alin mới hay hay vừa muốn làm sau bay alin các bác có thể thấy để một tiếng vượt rất êm ái chuyển ra cái chế độ một chế độ 1 sẽ là cái chế độ mà em hay cài Eco kết hợp cùng đi để cho anh em có thể hát karaoke dễ dàng hơn và có thể hát được nhiều thể loại nhạc hơn chẳng hạn 4 567 <laughs> các bác có thể nghe thấy không? Rất êm ái luôn. Và đặc biệt hơn nữa với mẫu Adnica S600 thì rất nhiều anh em đã sử dụng và anh em đánh giá luôn đó là trùng hú rất tốt các bác nhé Trùng hú cực kỳ tốt vừa trong không gian uh, hẹp luôn. Nên là các bác anh em yên tâm uh, khi mà sử dụng Adnica S600 để nâng cấp dàn làm thanh karaoke gia đình nhà mình. Và một cái nữa là rất nhiều anh em hỏi là liệu thì cái nhỏ gọn như này thì có đánh được nổi cặp loa full 30 không? Đây em đang kết nối với loa full 3, 30. Đây, à, em test thử luôn cho anh em nhé. anh em có thể cảm nhận rõ ràng luôn đúng không ạ Đánh mát vào những loa 30 đánh siêu lực luôn Nên các bác yên tâm luôn nhá Khi mà các bác có tắt mở đột ngột chẳng hạn Đấy, Tắt mở đột ngột thì nó cũng không uh, bị vấn đề gì khi mà tiếng nổ chẳng hạn anh em yên tâm một điều như thế luôn và sản phẩm Adni cái 600 là sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Adni không thể nào nh thiếu những cái tem cào kích hoạt bằng điện tử đúng không đây là tem niêm phong sản phẩm tem logo uh, sản phẩm mới 100% nguyên thùng nguyên hộp và có giá ưu đãi rất rất nhiều cho bác anh em trong khoảng thời gian ở đây bên em sẽ có khuyến mại rất sâu cho bác anh em luôn và anh em nào có nhu cầu thì bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em à, qua các số điện thoại ở dưới phần tiêu đề nhé và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho em like và đăng ký kênh